chào những khán giả của chương trình Câu chuyện cuộc sống được phát sóng trên kênh phim Việt truyền hình cáp Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta thì mỗi người đều có những dự định, và có lẽ để thực hiện được những dự định đó thì chúng ta đều phải trả lời một câu hỏi, đó là phải bắt đầu từ đâu. Và với chương trình Câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn một đáp án, đó là bắt đầu từ sự quyết tâm. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng gặp gỡ với nhân vật ngày hôm nay để cùng tìm hiểu xem sự quyết tâm ấy là gì và sẽ mang lại những kết quả như thế nào. Trước khi mà nói chuyện về cửa hàng của mình và công việc hiện tại thì Hồng có thể chia sẻ cho mình biết một chút về cái hoàn cảnh gia đình. Cái ngày mà mình còn nhỏ thì bố mẹ thường cố gắng kiếm đủ này bữa cơm qua ngày thôi. Cứ sáng thì no bữa cơm trưa, trưa no bữa cơm tối, và nhiều khi thì đến có khi cơm cũng không có đủ để cho cả gia đình. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình khi mà bạn còn sống cùng với bố mẹ, mà từ đó bạn đã nuôi ước mơ là sau này bạn sẽ lập nghiệp như bây giờ. Thực ra thì là gia đình cũng cố gắng cho đi học hết cấp 3, nhưng mà cũng biết là cũng không có đủ điều kiện để cho đi học xa hơn nữa. Cho nên là hết cấp 3 là mình ôm một cái giấc mơ là được ra Hà Nội để học tiếp. Thế thì mình có nói với mẹ mình là bố mẹ không phải lo. Con ra ngoài đấy con sẽ đi làm, con tự kiếm tiền, con đi học tiếp. Mình nói mạnh miệng thế thôi, nhưng đấy là khi mình còn ở nhà. Đến khi mà thực sự ra ngoài này thì nó không thực sự dễ như thế. Đi xin việc dĩ nhiên là không được, vì vừa học hết cấp 3, không có bằng không cấp, không có kinh nghiệm. Kinh nghiệm sống cũng chưa có, chứ đừng nói là những kinh nghiệm làm việc. Thì ai người ta nhận. Cũng may mắn là sau đấy thì anh mình có nói là có một người biết. Người ta biết một cái trung tâm gọi là Cô Tô. Ở đấy thì người ta đào tạo nghề miễn phí, và người ta cũng tạo công ăn việc làm sau này. Thế thì mình chỉ nghe thấy mỗi một từ đấy là đào tạo miễn phí. Và không những thế mà người ta còn hỗ trợ tìm việc. Nhưng mà anh ấy có nói là ở đấy thì người ta cung cấp cả chỗ ăn ở. Thế thì mình thích quá, mình bảo thế thì nộp vào đấy thôi. Nhưng có dễ dàng để được nhận vào Cô Tô không? Thực ra thì không dễ như thế đâu. Thì anh mình cũng nộp hồ sơ vào. Đợt đầu tiên là mình bị loại. Trường như thế mà không xin được vào thì còn có chỗ nào mà có thể xin vào mà có được cái cơ hội như thế. Khi mà biết là mình cực kỳ thất vọng ấy, thì anh mình cũng có nói với mình là ở Cô Tô thực ra là người ta cũng vẫn xem xét lại hồ sơ nếu như mà mình muốn xin vào một lần nữa. Sau đấy cũng phải 3-4 tháng thì là bắt đầu họ mới về thăm nhà. Sau đấy ít lâu thì họ gửi thư mời, người thư mời đến và mình được đến phỏng vấn, và sau đấy thì dĩ nhiên là vào học. Lúc mà được nhận vào học thì cảm xúc nó như thế nào? Thực sự là mình rất là mừng, bởi vì cái đấy là một trong những cái cơ hội mà mình không tưởng. Nói đúng ra là mình không tưởng, bởi vì là thứ nhất là mình được đi học, thứ hai là mình lại được học trong một cái tổ chức mà nó mang một cái tầm cỡ. Tuy là nó có thể gọi là một trung tâm nhân đạo, dạy nghề nhân đạo thôi, nhưng mà bằng cấp thì mình được nhận bằng cấp quốc tế. Thì ngay cả những bữa cơm thường ngày của họ cho cung cấp cho nhân viên, cho học sinh và nhân viên ở đấy thôi, cũng còn khá hơn rất nhiều so với bữa cơm gia đình nhà mình. Đấy. Vì họ có nhiều thịt cá rồi các thứ, ngay đấy mình chỉ thấy thế là điều tuyệt vời rồi. Đúng là ở Cô Tô thì trong 2 năm học tập đấy thì mình đã bắt đầu mơ ước có được một cái nhà hàng riêng của mình. Cuộc sống nghèo, lam lũ của bố mẹ mà vẫn không đủ cái ăn, cái mặc cho 3 đứa con luôn thúc giục Hoàng Thị Hồng cần phải làm một việc gì đó để thay đổi cuộc sống của em. Con đường học có lẽ là cứu cánh, thế nhưng để lo tiền học cho các con cũng là một điều quá khó khăn đối với cha mẹ em. Chả có ăn đâu, cho các cháu đi học này cũng vất vả lắm. Tôi toàn là phải đi vay lãi ngoài đấy, thế là vay lãi trong ngân hàng thì tôi không có cái gì để kế chấp. Thoát khỏi cảnh nghèo luôn là mục tiêu mà Hồng đặt ra cho mình. Học hết cấp 3, Hồng loay hoay với câu hỏi mình phải làm gì. Tìm một công việc để thoát khỏi đói nghèo với một cô gái mới chỉ học hết lớp 12 cũng là điều không dễ dàng. Bạn bè dù đi chơi đi bời nó cũng không cái, nó chỉ nghĩ là quyết tâm học để sau này thoát nghèo đó. Tôi biết tính của cháu nó từ bé, cháu nó tính nó cứng rắn mà nó quyết đoán, cho nên là tôi không có cái gì phải lo lắng gì cả.
Cơ hội may mắn đã đến với Hồng khi em được nhận vào trung tâm dạy nghề Cô Tô. Cô Tô là một doanh nghiệp xã hội hoạt động nhân đạo, đào tạo hướng nghiệp, giáo dục định hướng, tạo công ăn việc làm cho các thanh thiếu niên đường phố có hoàn cảnh khó khăn. Lĩnh vực đào tạo của Cô Tô là nghiệp vụ bàn, bar và bếp. Trong quá trình học tại đây, em đã luôn luôn cố gắng để tận dụng cơ hội mà mình có được. Em ấy không chỉ là có cái niềm đam mê học tập, nhưng đồng thời là có cái chí hướng phấn đấu rất là tốt. Em ấy biết trân trọng những cái gì mà Cô Tô đang tạo cho các em ấy, trân trọng những cái cơ hội mà em đang có được để thay đổi cuộc đời. Cũng từ Cô Tô, Hồng đã có được định hướng rõ ràng cho tương lai. Bằng khả năng, sự quyết tâm, Hồng đã xin được học bổng của một doanh nghiệp khác tại Úc để đi học quản trị nhà hàng, một học vấn cao hơn phục vụ cho mục tiêu của mình. Cơ hội học tập ở nước ngoài đã mang lại cho bạn những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm như nào, và nó có làm thay đổi những cái suy nghĩ của bạn hay không? Sau khi mình tốt nghiệp thì mình cũng đi làm khá nhiều chỗ, phải đến 4-5 chỗ. Sau đó mình quay trở lại và đi học tiếng Anh, rồi sau đó là đi học bên nước ngoài. Mình thấy cuộc sống của họ quá là thoải mái, và mình nghĩ về quê hương của mình, nơi mà những con người như gia đình mình trước đây hay những con người giống như ở vùng quê của mình, họ thực sự quá khổ, quá khó khăn. Và mình nghĩ rằng ngay từ bản thân mình phải làm được điều gì đấy. Thứ hai nữa là mình có thể học hỏi và mình có thể làm theo những gì mà mình muốn, mình thích. Rất nhiều thứ mà bạn đúc kết được từ cái chuyến đi đấy. Và cái quá trình mà để mở được cửa hàng thì sao? Cũng nhiều người họ lo lắng cho mình và họ nói là mình có thể là còn trẻ quá, nên tích lũy thêm kinh nghiệm, hoặc là thêm nhìn, ít nhất là phải nhìn nó cứng cáp hơn một chút. Thực ra mà nói là đi tìm nhà, vì mình làm cái này một mình không phải đơn giản. Mình tìm, mình ngồi không biết là đến bao lâu, có khi là đến cả tháng trời, hơn một tháng trời. Suốt ngày ngồi cặm cụi trước cái máy tính, xong rồi là máy tính không được, bắt đầu đi thực tế. Ngày nào cũng dắt xe máy ra khỏi cửa từ sáng và đi lòng vòng trong cái khu phố này, rồi ngoài phố cổ, đi tìm hết trong các cái con đường ngõ ngách nhỏ. Chả thấy mà thuộc đường Hà Nội hơn là vì thế. Và mình cũng nghĩ là nhà hàng đầu tiên mình không cần phải quá to, mình làm cái gì đấy nó vừa phải. Nhưng mà có một cái khó khăn mà mình nghĩ là lớn nhất và mình cứ thắc mắc mãi câu chuyện từ nãy giờ và chưa thấy Hồng nhắc đến, đấy là vốn. Mình thấy một cửa hàng như thế này thì khoản đầu tư vốn của nó có thể nói là khá lớn, với một vị trí lại nằm ở phố cổ như thế này. Đúng là vốn nó là rất là quan trọng. Có nhiều người nói là nếu như không có tiền trong tay không dám nói. Có thể đúng, nhưng mình thì mình nghĩ khác. Nếu mà bạn có ý tưởng, và ý tưởng đấy mà bạn lại là người thực hiện và bạn nghĩ rằng nó có cái cơ hội thành công lớn, thì không có lý do gì mà bạn không thể tìm được những người mà người ta sẵn sàng đầu tư tiền. Dĩ nhiên như bản thân mình là mình đi mượn tiền để mình mở cái nhà hàng này. Nhưng mà để mà người ta tin tưởng mình, cho mình mượn cả một khoản tiền lớn như thế, mình phải xây dựng được cái niềm tin. Niềm tin đấy đôi khi không thể đi ra đường và bảo anh là anh phải tin tưởng tôi là người thật thà. Cái đấy không có. Đôi khi người ta nhìn từ cái tâm của mình. Thứ hai nữa là mình dám nghĩ, dám nói và mình cũng dám làm. Mình dám nghĩ rằng mình có thể làm được. Mình tự tin rằng mình có thể làm được. Và dĩ nhiên là không thể nói quá hoành hoang được. Mình phải biết khả năng của mình đến đâu. Để có thể hiểu thêm về cái độ liều của Hồng, thì Hồng có thể chia sẻ một con số chính xác là để đầu tư vào cửa hàng này thì Hồng đã đầu tư một khoản tiền là bao nhiêu? Thực tế là Hồng đầu tư vào đây là 60.000 đô, là hơn 1 tỷ Việt Nam đồng. Và hoàn toàn số tiền đấy là phải đi... Hồng đều phải đi vay mượn hết. Hồng không có một đồng tiền trong tay nào. Phải nói đúng ra là như thế. Không có một đồng tiền trong tay nào luôn. Bởi vì mình đi học là nhận tài trợ của người ta. Trong thời gian mình đi học có mấy tháng trời thôi, mình cũng không có đi làm thêm được, bởi vì thời gian nó ngắn quá. Với cái quãng thời gian đầu tiên mà nhà hàng đã chạy cho đến bây giờ ấy, thì hoạt động ở nhà hàng như thế nào? Nói đúng ra ấy, thì vốn là chưa lấy lại được đồng nào. Mình cũng mới chỉ gọi là xoay sở để đủ chi phí thôi. Thế là năm đầu. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái năm tới này mình sẽ, nó có cái khả thi hơn. Tại vì thứ nhất là bên mình, nếu như mà bạn biết và bạn quan tâm đến ngành này, lĩnh vực này, thì có thể là bạn sẽ xem một trong những trang web mà rất là lớn, TripAdvisor. Cái đấy là cái nơi mà để cho người ta tìm
kiếm thông tin và tìm kiếm đến những cái nơi nhà hàng có uy tín, chất lượng. Thế thì ở trên đấy mình có một cái nó gọi là một cái hình ảnh khá là tốt. Mình được khách comment rất là nhiều và cũng khá là tốt. Chính vì thế mà đã đưa khách đến đây cũng khá nhiều. Đây là nhà hàng mà Hồng ao ước có thể mở ra cho mình. Nhà hàng nằm trên khu vực phố cổ Hà Nội. Nó không lớn nhưng khá đều khách. Khách đến đây chủ yếu là khách nước ngoài đi du lịch đến Hà Nội, Việt Nam. Để phục vụ những khách hàng khá chịu chi nhưng rất khắt khe này, Hồng đã mời về những nhân viên xuất sắc từ Cô Tô. Hiện tại những bạn nhân viên ở đây đều đã có một vài năm kinh nghiệm phục vụ tại những nhà hàng khách sạn 4 sao, 5 sao. Vì vậy mà tiền lương cũng khá cao. Dù nhà hàng mới mở chưa được một năm, thu chi kinh doanh mới chỉ đủ chi phí hoạt động, nhưng đó là bước đi tính toán bền vững của Hồng. Tôi đến đây đã vài lần, món tôi yêu thích là vịt, nem và phở cuốn. Các bạn ở đây nấu rất ngon, phù hợp với khẩu vị của tôi. Món truyền thống của Việt Nam cũng rất dễ ăn, các bạn ấy rất nhiệt tình. Tôi sẽ giới thiệu bạn bè của mình đến đây. Ở nhà hàng đây thì bọn em phục vụ cả đồ Âu, đồ Á, cộng hưởng cả các cái nền văn hóa của châu Âu cũng như châu Á kết hợp lại với nhau để thành những cái món ăn mà sẽ phù hợp với người châu Âu mà khi tới Việt Nam họ cũng cảm nhận được là cái hương vị của Việt Nam. Dù mới chỉ kinh doanh, nhưng nhà hàng Little Black Duck chưa phải là cái đích dừng lại của Hồng và đối tượng phục vụ vẫn là những người khách du lịch nước ngoài. Gặp bạn ấy thì mình có cái ấn tượng đầu tiên đấy là rất là nhanh nhẹn, quyết đoán, thông minh. Và mình cảm thấy một cái điều mà toát lên lớn nhất ấy, đấy là một sự tự tin. Thế thì theo bạn, điều gì đã làm nên cái sự tự tin của con người bạn? Thực ra là mình cũng chưa bao giờ hỏi mình cái câu hỏi này. Cũng có thể thôi, mình nghĩ là cũng có thể là cái sự tự tin này là mình học từ bố của mình. Bố mình là một người, ông cũng khá là người tự tin từng trải. Dĩ nhiên là mình tự tin khi mình biết cái gì đấy thì mình có thể tin nói ra được. Thì mình có trong biết tay thì mình đó cũng... có thể tự tin được, đúng không? Dĩ nhiên là mình không biết mình cũng không dám nói. Thế thì thứ hai nữa là khi mình học ở Cô Tô cũng tạo lên cho mình cái tính tự tin, mình nghĩ thế. Bởi vì ở Cô Tô mọi người không bao giờ giới hạn cái quyền được nói của mình cả. Ví dụ như mình nghĩ cái gì đó mình có thể hoàn toàn nói ra. Thế còn dự định trong tương lai thì sao? Tới bạn, mình nghĩ rằng là với tính cách của bạn và với cái sự quyết tâm đấy thì chắc đây chưa phải là điểm dừng. Sẽ còn rất nhiều những dự định nữa. Thì đúng là đây chưa phải là cái điểm dừng mà mình mong muốn. Mình còn muốn mở rộng và mình luôn luôn ước mơ có được một cái khách sạn và một cái nhà hàng. Không phải là tầm cỡ quá cao nhưng ở cái tầm trung. Đấy là cái mà mong muốn và cũng có thể là sẽ là bước tiếp theo. Để mình vươn tới. Thế còn về lĩnh vực bản thân, cá nhân và gia đình đấy. Và mình cũng muốn được đưa bố mẹ mình đi du lịch nữa. Mới đầu tiên khi mà mới tìm hiểu với Hồng ấy, là có một cái thông tin là một cô gái đấy tự mở cửa hàng với không đồng vốn trong tay thì mình có một chút hoài nghi. Nhưng mà sau cái cuộc trò chuyện này thì có lẽ là mình không còn cái sự hoài nghi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ trong cuộc sống của chúng ta thì ai cũng có những ước mơ, những dự định. Nhưng có lẽ qua câu chuyện mà nhân vật ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ thì quý vị cũng đồng ý với tôi một điều rằng chỉ cần có sự quyết tâm thì chúng ta có thể biến những ước mơ, dự định đó trở thành hiện thực. Và với sự quyết tâm thì Hồng đã thực hiện được ước mơ của mình, đó là mở một nhà hàng tại Hà Nội. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng những dự định lớn lao của bạn trong tương lai cũng sẽ thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn ngày hôm nay đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.